Sao bằng Nhật xin chào các bác. Em vừa về được lô hút bụi iRobot Roomba. Một cái lô máy rất là đẹp, 5 con hàng tuyển chọn. Đã được tép dọn vệ sinh rồi các bác nhé. Ở đây là 5 con iRobot Roomba này. Đấy, em đánh số từ 1 cho đến 2, 3, 4, 5. Cả 5 con đều là phím cảm ứng. Phím cảm ứng các bác nhé. Hình thức thì còn rất là đẹp. Hình thức cực đẹp luôn này. Đây là những cái con tuyển chọn. Model này em bán rất là nhiều rồi. Đây là một cái model lành, bền, thiết kế mẫu mã màu sắc đẹp, chạy bền bỉ đẹp các bác nhé. Đây, cả mặt sau của nó đây ạ. Mã 780 này. Đấy, chổi thì thay mới. Hai con lăn này thì các bác yên tâm dùng cực bền này, gần như chẳng bao hỏng đâu, hỏng thì cũng chỉ hơn 100.000 thôi. Đây hai bánh xe. Đây, đây là cái hàng robot Roomba của Mỹ xuất đi thị trường Nhật, cho nên là nó có thêm một cái cổng sạc phụ ở đây. Đấy, cổng sạc phụ cả nhà nhé. Đấy, đối với các model khác thì thị trường khác không có, nhưng riêng đối với model thị trường Nhật thì nó có cái cổng sạc phụ đây. Bọn này nó phải ghi cả năm sản xuất đấy các bạn này, năm 2013 này. Đấy, chung là nó hình thức nó xem nhau. Máy thì có tất cả đầy đủ tất cả các cái cảm biến vòng quanh này này, cảm biến chống rơi cầu thang này, con này đây, cảm biến phía đằng trước này. Đây, cái mắt đen này là cái khu vực cảm biến nhận diện phía trước này, nhận diện chướng ngại vật này. Đây, này. Con này thì em bán là đi theo một bộ lốc sạc, hết pin tự về sạc các bác nhé. Hết pin là tự về sạc. Đây, đây cắm thử cho bác xem. Hết pin là máy tự về sạc luôn. Cái lốc này thì mình có thể cắm điện 100 và 220V đều được nhé. Cắm điện thoải mái các loại điện. Đây, đa dạng các loại điện luôn. Đây các bác nút đốc này này là nó tự về sạc này. Đây, nó sẽ về đốc và tự sạc. Đấy, thấy chưa? Các chức năng của máy thì con này có chức năng hẹn giờ nhé. Hẹn giờ, chỉnh giờ này, chỉnh giờ thực bây giờ đang là 5 giờ 5 phút rồi. Đây là chỉnh giờ thực này các bác, là khi chỉnh xong ấn clock các bác chỉnh giờ 5 giờ này, phút này. Bây giờ đang là 5 giờ 5 phút PM nhé. PM thì mình chỉnh PM. 5 giờ AM ok, PM ok này. Các bác hẹn giờ này, hẹn giờ thì con này có hẹn các ngày thứ luôn. Cái ngày này, hẹn ngày này. Nhật, hai, thứ ba, các thứ luôn. Các bác muốn xóa đi, ví dụ như là đây. Đang chủ nhật đang hẹn là 5 giờ 15 là chạy đây này. Các bác xóa đi nhá. Ấn bằng cách là ấn giờ chỉnh cho lên các gạch, có bật ok. Đấy, ấn ok là nó xóa luôn. Chưa? Tiếp tục rồi, còn cái ngày nào hẹn không? Thứ hai hẹn 8 giờ 30 sáng chạy này. Ấn này. Ấn cho nó ấy ok là xóa đi nhá, không là nó chạy loạn khắp nhà đấy ạ. Đấy. Đấy, con này tình trạng em bán đi kèm một bộ đốc sạc này, tặng thêm một cái chổi. Đấy ạ. Tặng kèm một cái chổi các bác nhá. Là 3,5 triệu, bảo hành 3 tháng. Đấy. Máy rất là đẹp, tình trạng hoạt động ngon lành, cảm biến chống rơi cầu thang, các chức năng đầy đủ. Đấy, hình thức đẹp. Bác nào chốt các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.